Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, lại một đơn nữa của anh Phong ạ. Vâng, anh ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Và sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình một đô la BMW 2000C, đây là dòng bãi Trung Quốc. Vâng, trước tiên anh thay mặt công ty Zcao được cảm ơn anh Phong nhé. Vâng, anh đã cọc bên em rồi ạ. Vâng, bây giờ tiền thu còn là của anh còn 3,3 triệu. Và đôi này bên em bán 3,5 triệu bao ship, và anh Phong anh đặt cho em 200. Vâng, và bên em có món quà chuyên cho anh Phong và từng vị khách hàng một, đó là một cái áo mưa được in logo và địa chỉ thông tin đầy đủ của Zika Audio. Còn đây là món quà nhỏ rồi, chúng để tránh chúng ta cho chúng ta tránh những cơn mưa bất chợt đi khi đi trên đường. Và các bác hãy đút vào cốp xe, đây là cái tiện lợi. Còn bên em đang đóng hàng, tiếng băng dính nó hơi kêu một tí. Còn bên em vừa đóng, vừa quay các video vì bên em rất là bận. Vâng, thì trước mặt anh Phong đẹp. Vâng, tôi làm BMW 2000C bãi Trung Quốc, rất là đẹp. Hình thức còn khá là mới, đến 96.7% đấy ạ. Vâng, bên em đang test trước khi gửi. Và bên em có tặng cho anh ta 8 mét dây anh nhé, để anh trực tiếp kết nối với Emily. Vâng, đây anh nhé, đây là dòng CSD 2000C bãi Trung Quốc đấy ạ. Vâng, bên China đấy ạ. Bên China anh nhé. Vâng, đây hàng này hàng chuẩn luôn, bãi Trung Quốc. Vâng, em quay ra phía trước đi ạ. Vâng, bên em đang bày trước mặt đây ạ. Vâng, một đôi rất là đẹp về hình thức, chất âm thì cực kỳ tuyệt vời. Vâng, với đô la BMW 2000C bãi Trung Quốc này thì các bác có thể đánh không gian khoảng 30-40 m², rất là dày tiếng. Vâng, dòng BMW nó thiên về dòng bass, giải bass, giải siêu trầm, nghe rất là ấm. Còn bên em ship bưu điện thì anh Phong anh chờ bên em khoảng tầm 5-7 ngày anh nhé. Vâng, đây là hàng chuẩn, quan là không có vỏ thùng đấy ạ. Vâng, chất âm thì cực kỳ là tuyệt vời. Em không nói nhiều, cái dòng này bên em cũng bán ra thị trường rất là nhiều. Nó vừa tầm tiền mà chất âm thì cực kỳ hay và hình thức rất là đẹp. Vâng, em đang kết nối với cái Omni 506 của Trung Quốc. Bản này bản có tích hợp Bluetooth, thì em cũng đang bắt Bluetooth luôn để kiểm tra đấy ạ. Vâng, với cấu hình như thế này thì các bác hãy để lại cho ta trên kênh nhé. Vâng, một cấu hình như thế này nó khoảng hơn 7 triệu thôi ạ. Khoảng hơn 7 triệu là gồm một Omni Jaguar 506N của bản Trung Quốc và một đô la BMW 2000C. Vâng, thì em cũng lên cấu hình luôn với cái đơn của anh Phong mà anh lấy đô la BMW 2000C. Vâng, chỉ hơn 7 triệu các bác nhé. Mà chất âm thì cực kỳ là tinh tế. Panadol Extra quý có tizot chứa paracetamol và caffeine, giảm nhanh các triệu chứng đau mức độ từ nhẹ đến vừa. Vì các em đồng ý từ khi. Vâng, anh Phong ạ, thì hiện tại bên em đang test thì cái đơn hàng của anh hoạt động rất tốt nhé. Và sau đây em xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh ạ. Vâng, sau cùng em chúc anh Phong và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Vâng, xin hẹn anh Phong vào các clip tiếp theo nhé.